sinh vật nào là kẻ săn mồi hiệu quả nhất của châu Phi? Một con sư tử dũng mãnh hay một con báo nhanh nhẹn? Đó hoàn toàn không phải là câu trả lời chính xác. Theo thống kê của các nhà sinh vật học, không quá 30% các cuộc đi săn của sư tử đạt được thành công. Và trong trường hợp của báo Gepard, loài động vật có vú trên cạn nhanh nhất, thì con số đó chỉ khoảng hơn 20%. Nhân vật chính của video này có hiệu suất săn mồi ấn tượng, có thể đạt đến con số 90%, và trọng lượng cơ thể của con mồi có thể vượt quá 300 kg. Điều này khiến chúng trở thành một trong những kẻ đi săn hiệu quả và đáng sợ bậc nhất trên vùng thảo nguyên châu Phi. Đây là loài chó hoang châu Phi. Những vùng thảo nguyên nắng cháy của lục địa đen là môi trường sống điển hình cho loài chó hoang châu Phi. Những con vật này cũng là thành viên tiêu biểu của họ chó. Vì vậy, chó sói và chó rừng cũng có thể được coi là họ hàng gần của nó. Chó hoang châu Phi có thể đạt trọng lượng từ 18 đến 36 kg và chiều dài trung bình từ 75 đến 110 cm. Điều này khiến chúng trở thành loài chó tương đối lớn. Chó hoang châu Phi hầu như chỉ sống và săn mồi theo bầy đàn. Việc bắt gặp một cá thể đơn độc trong tự nhiên là điều cực kỳ hiếm. Một đàn chó hoang điển hình có thể có số lượng lên đến 30 cá thể. Mỗi đàn bao gồm một con đực alpha, một con cái alpha và các con cháu của nó. Vì chỉ có con đực alpha và con cái alpha là có quyền sinh sản trong đàn, nên những cá thể còn lại của gia đình hoặc giúp chăm sóc con cái của con đầu đàn, hoặc chúng cũng có thể lựa chọn phương án rời đàn để gia nhập một đàn khác. Theo quy luật, hầu hết những con cái và chỉ một nửa số con đực rời khỏi đàn của chúng. Do đó, trong một đàn chó hoang châu Phi, hầu như luôn có nhiều con đực hơn con cái. Mỗi cá thể trong đàn đều có thứ bậc riêng, nhưng đồng thời tất cả các thành viên trong đàn chó đều đối xử với nhau rất hòa bình. Rất hiếm khi có các trường hợp gây gổ nghiêm trọng với nhau. Những cuộc tranh giành thức ăn cũng rất hiếm khi xảy ra. Hơn nữa, chó hoang châu Phi còn có hình thức đặc biệt để cho các thành viên bị thương hoặc bị ốm trong bầy ăn, đó là ở thịt. Việc săn bắt và tìm kiếm thực phẩm không phải là vấn đề lớn đối với một đàn chó hoang châu Phi. Chúng là loài động vật săn mồi vào ban ngày và chủ yếu dựa vào thị lực tuyệt vời cũng như thính giác vô cùng nhạy bén đã được tạo hóa ban tặng cho loài chó. Khứu giác của chúng cũng rất tốt, nhưng khi săn mồi trong cảnh quan của thảo nguyên rộng lớn thì giác quan này chỉ đóng vai trò thứ yếu. Mỗi cá thể chó hoang châu Phi trung bình ăn khoảng 2 kg thức ăn mỗi ngày. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, chúng có thể nhồi nhét tới 8 kg thịt một lúc. Chó hoang châu Phi hầu như không bao giờ ăn xác thối như linh cẩu hay chó rừng Rakan. Chúng thích tự săn mồi hoặc đi cướp con mồi tươi từ những kẻ săn mồi khác, chẳng hạn như báo hoa mày. Con mồi chính mà loài chó hoang yêu thích là những động vật móng vuốt có kích thước từ trung bình đến lớn như các loài linh dương và ngựa vằn. Chó hoang châu Phi đồng thời cũng là loài động vật chạy rất nhanh và có sức bền ấn tượng. Trong một cuộc đi săn, chúng có thể đạt tới tốc độ hơn 60 km/h và có thể duy trì tốc độ đó trong vài km. Đó là một khả năng mà những thợ săn khác của châu Phi như báo Gepard không bao giờ thực hiện được. Chiến lược săn mồi của lũ chó là làm kiệt sức con mồi bằng một cuộc rượt đuổi dài. Đây giống như một cuộc chạy đua tiếp sức trong thế giới hoang dã. Nếu một con chó đã thấm mệt, ngay lập tức một thành viên khác của đàn sẽ tiếp tục theo đuổi con mồi. Sau khi nạn nhân kiệt sức, những con chó hoang châu Phi tấn công nó liên tục từ các hướng khác nhau cho đến khi con mồi bị khuất phục hoàn toàn. Lúc này, cả đàn sẽ chia nhau xé xác và thưởng thức chiến lợi phẩm. Lý do cho hành vi truy đuổi này là vì chó hoang châu Phi có hàm răng tương đối ngắn. Chúng không thể tạo ra một cú cắn có sức mạnh giết chết nạn nhân ngay lập tức như ở các loài thú săn mồi lớn. Vì thế, việc rượt đuổi đến kiệt sức là cách tốt nhất để khuất phục con mồi. Với cách săn mồi hiệu quả này, ngay cả những động vật lớn như ngựa vằn trưởng thành hay thậm chí là một con trâu nhỏ cũng có thể trở thành con mồi cho chó hoang châu Phi. Loài trâu rừng trưởng thành có thể đạt trọng lượng hơn 1 tấn. Với cơ thể ấn tượng này, nó có thể chống trả cuộc tấn công của cả sư tử. Ngay cả đối với một đàn chó hoang châu Phi rất lớn, thì việc hạ gục một con trâu rừng trưởng thành dường như là một điều bất khả thi. Nhưng những con nhé con lại là một con mồi cực kỳ phù hợp. Lạ lùng thay, những con chó lại có thể dễ dàng tiếp cận đàn trâu mà không sợ bị chúng giẫm chết. Sau đó, cả đàn sẽ cố gắng tách một con nghé nhỏ nhất và yếu nhất ra khỏi bầy trâu. Một khi điều này đã thành công, thì số phận của con nghé gần như đã được ăn bài. Ngay cả khi một số thành viên trong đàn trâu vẫn đứng ra bảo vệ nó, thì nhờ có tốc độ, sự nhanh nhẹn và số lượng thành viên lớn, lũ chó hoang vẫn dễ dàng đem về chiến lợi phẩm. Một loài động vật móng guốc lớn khác thường trở thành con mồi cho chó hoang châu Phi là linh dương đầu bò. Trọng lượng cơ thể của một số con linh dương đầu bò có thể lên tới 300 kg. Nhưng ngay cả những cá thể to lớn nhất cũng vẫn có thể trở thành con mồi của lũ chó hoang châu Phi. Cũng như những cuộc săn trâu, chó hoang châu Phi sẽ tạo ra cảnh tượng hỗn loạn, giẫm đạp cho đàn linh dương đầu bò. Sau đó, chúng chọn ra cá thể già nhất và yếu nhất, làm nó kiệt sức với một cuộc rượt đuổi dài, và cuối cùng tấn công và xé xác nạn nhân ra. Ngoài ra, những động vật được trang bị tốt như lợn warthog có trọng lượng cơ thể lên tới 100 kg cũng thường trở thành nạn nhân của những con chó hoang châu Phi. Nhưng đôi khi, những loài động vật ăn cỏ lớn có thể thể hiện sự dũng cảm khác thường trong việc bảo vệ đàn của chúng. Và khi đó, lũ chó hoang phải lựa chọn việc tìm kiếm những con mồi khác dễ dàng hơn. Ngoài ra, cũng có một vài cư dân của lục địa đen khác mà chó hoang châu Phi không dám tấn công ngay cả khi có một đàn lớn. Đó có thể là loài linh trưởng nguy hiểm như khỉ đầu chó. Chúng sống thành các nhóm lớn gần nhau, có tính cách khá hung dữ và sở hữu một bộ hàm có sức cắn mạnh. Một cư dân khác của châu Phi thậm chí còn nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng hầu như chúng cũng không bị quấy rầy bởi chó hoang châu Phi. Thậm chí có đôi kỳ chúng còn đem lại phiền phức cho loài động vật săn mồi theo đàn này. Đó chính là lửng mật ong. Con lửng mật không bao giờ muốn xung đột với đàn chó hoang, cũng như lũ chó cũng thường chẳng mấy quan tâm đến loài động vật có tính cách ăn vạ này. Vì giết một con lửng là một nhiệm vụ khá khó khăn, trong khi lượng thịt đem lại thì hoàn toàn không tương xứng. Các đối thủ cạnh tranh khó nhằn và cũng là kẻ thù chính của chó hoang châu Phi là sư tử và linh cẩu đốm. Sư tử, ngoài việc thường xuyên cướp mồi của lũ chó hoang, chúng cũng thường tự bắt và giết chết lũ chó. Sư tử làm điều này không phải để kiếm thức ăn, mà là để loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh. Trong một số trường hợp, lũ chó hoang lém lỉnh khi bị sư tử bắt sẽ trốn thoát bằng cách giả vờ chết. Đổi lại, chó hoang châu Phi cũng thường giết những con sư tử bị thương hoặc lũ sư tử còn yếu ớt. Thậm chí, trong một số trường hợp, chó hoang châu Phi cũng có thể giết chết những con sư tử trưởng thành. Linh cẩu đốm cũng sống theo bầy đàn như chó hoang châu Phi. Nhưng một con linh cẩu đốm trưởng thành có thể nặng tới 90 kg và khỏe hơn đáng kể so với bất kỳ con chó hoang châu Phi nào. Một cuộc chạm trán bất ngờ giữa linh cẩu đốm và chó hoang châu Phi hiếm khi dẫn đến cái chết của bất kỳ ai. Thông thường, những đàn linh cẩu nhỏ đi theo chó hoang để cướp con mồi hoặc nhặt nhạnh những cái xác mà chúng để lại. Nhưng đôi khi, chúng cũng có thể bắt và giết chết một con chó hoang. Tùy thuộc vào số lượng và tỷ lệ giữa linh cẩu và chó hoang châu Phi, cuộc chiến giành con mồi có thể kết thúc theo những cách khác nhau. Một con linh cẩu đơn độc hiếm khi đuổi được lũ chó khỏi con mồi của chúng. Hơn nữa, có những trường hợp chó hoang châu Phi đã rượt đuổi và giết chết một con linh cẩu đơn lẻ. Nếu có một vài con linh cẩu, khả năng chúng cướp mồi thành công từ những con chó hoang sẽ tăng lên đáng kể. Nếu chó hoang châu Phi chủ động bảo vệ con mồi, thì linh cẩu có thể sử dụng một chiêu thức đơn giản nhưng rất hiệu quả. Từng con linh cẩu trong nhóm sẽ chia nhau ăn thịt con mồi, trong khi những con còn lại sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của lũ chó hoang châu Phi. Câu chuyện về một con chó hoang châu Phi tên Solo cũng vô cùng thú vị. Solo sống trong một bầy nhỏ chỉ có nó và hai con đực nữa. Sau đó, những con đực cũng rời đi và chỉ còn lại Solo một mình. Trong suốt 6 tháng, Solo sống một mình. Nó săn những con mồi nhỏ và cố gắng trốn tránh sự tấn công từ những kẻ săn mồi. nó đã thất bại trong việc tìm kiếm một bầy chó hoang khác để tham gia. Sau đó, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Solo hình thành một bầy mới, nhưng không phải với những con chó hoang châu Phi khác, mà là với một vài con linh cẩu đốm non. Không chỉ dừng lại ở đó, sau một thời gian, đàn của nó ngoài linh cẩu còn có thêm một vài con chó rừng lưng đen. Đó thực sự là một hiện tượng đáng kinh ngạc mà các nhà nghiên cứu đã quan sát được. Một bầy đàn bao gồm 3 loài động vật ăn thịt khác nhau, sống và săn mồi cùng nhau. Họ đã quan sát bầy đàn này thêm 3 tháng nữa. Và điều gì đã xảy ra với bầy đàn này sau đó thì không một ai biết rõ. Bạn có thể dự đoán một kết cục cho bầy đàn có 102 này bằng cách để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé.